Theo cơ quan báo chí của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, số người thiệt mạng do cuộc tấn công của Ukraine vào một tiệm bánh ở Lysychansky ở nước Cộng hòa Lugansk đã lên đến 28 người. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết các nhân viên cứu hộ đã cứu được 10 người. Tuy nhiên đáng tiếc rằng vẫn có 28 người không qua khỏi, trong đó có một trẻ em. Các công việc dọn dẹp hiện trường và chăm sóc nạn nhân vẫn đang được tiếp tục. Người phát ngôn của cánh quân phía Đông trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, ông Alexander Gordiev cho biết, lực lượng của Ukraine đã mất tới 95 binh sĩ ở phía nam Donetsk trong vòng 24 giờ qua. Theo ông Alexander, các nỗ lực của binh sĩ vũ trang Ukraine nhằm củng cố vị trí tiền tuyến gần Staromyokoye và Rovnopol đã gặp nhiều khó khăn. Ngoài 95 binh sĩ thiệt mạng, lực lượng của Ukraine cũng đã mất một hệ thống radar, một chiếc xe địa hình và một máy bay trinh sát không người lái Furia. Bên cạnh đó, các thành trì, khu vực tập trung quân của Lữ đoàn Cơ giới số 72 và Lữ đoàn 128 cũng đã bị tấn công ác liệt gần Urozhainoye, Ekleda, Vodianoye và Staromyoskoye. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã đến thăm Seoul và hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Byung-won, thảo luận về các vấn đề toàn cầu, bao gồm cả tình hình ở Ukraine. Còn hãng thông tấn Nga TASS cho biết, trong các cuộc tham vấn tại Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko bày tỏ sự quan ngại về tình trạng căng thẳng leo thang nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nói thêm, nguồn gốc chính của sự căng thẳng trên là những chính sách của Washington. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Nga mong muốn phát triển hợp tác cùng có lợi với Triều Tiên trong khuôn khổ luật pháp quốc tế nhằm củng cố hòa bình và ổn định khu vực. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 gồm Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italia và một số đối tác khác đã cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine thông qua các hiệp ước song phương. Giữa tháng 1 vừa qua, Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh 10 năm. Theo đó, London cam kết hỗ trợ Kiev trong giai đoạn này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cũng lên kế hoạch tới Ukraine trong tháng 2 này để hoàn tất thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương. Theo đó, Paris sẽ cung cấp vũ khí tinh vi hơn, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa cho quốc gia này. Trong khi đó, các nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, Berlin và Kiev có thể hoàn tất thỏa thuận về các đảm bảo an ninh song phương tại hội nghị an ninh Munich vào ngày 16 tháng 2. Theo hãng tin AFP, lực lượng Houthi ở Yemen ngày 4 tháng 2 tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Anh sẽ không ngăn cản được nhóm này, đồng thời cho biết sẽ có hành động đáp trả. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Houthi Yahya Sari cho biết thủ đô Sana của Yemen và các khu vực khác do lực lượng này nắm giữ đã bị tấn công. Theo người phát ngôn, đã có tổng cộng 48 cuộc không kích và khẳng định những cuộc tấn công này sẽ không ngăn cản được nhóm này có lập trường kiên định ủng hộ người dân Palestine ở Gaza, nơi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra vào hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Theo các nguồn tin, căn cứ Mỹ là mục tiêu của khoảng 30 tên lửa. Các nguồn tin Ả Rập cho biết, sau khi tên lửa lao tới, có nhiều vụ nổ đã xảy ra. Vụ việc trên là một phần trong hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iraq và Syria của các nhóm quân được Iran hậu thuẫn nhằm đáp trả việc Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Kể từ khi xung đột leo thang ở dải Gaza, số lượng các hoạt động vũ trang chống quân Mỹ tại các quốc gia trên đã tăng mạnh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai, mùng 5 tháng 2, về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria và tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Ngày Công nghệ Vũ trụ Quốc gia tại thủ đô Tehran, Tổng thống Raisi ca ngợi những thành tựu của Iran trong lĩnh vực vũ trụ, bất chấp các lệnh trừng phạt. Hôm 28 tháng 1 vừa qua, Iran đã lần đầu tiên phóng thành công cùng lúc 3 vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy 2 tầng Seamok do Bộ Quốc phòng nước này phát triển. Tháng 12 năm 2023, Iran cũng đã phóng vệ tinh Yosaja lên quỹ đạo, sử dụng tên lửa do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo phát triển. Trước những quan ngại của các nước phương Tây rằng công nghệ thiết bị phóng của Iran có thể được sử dụng để phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa, Tehran tái khẳng định nước này có quyền hợp pháp về phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình. Tổng thống Namibia Hage Geingob đã qua đời tại bệnh viện Lady Pohamba ở Windhoek ở tuổi 82, vài tuần sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ông Geingob cũng đang giữ chức chủ tịch Đảng Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi cầm quyền kể từ khi đắc cử vào vị trí này vào tháng 11 năm 2017. Namibia dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào cuối năm 2024. Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan cùng vợ đã tiếp tục bị kết án tù giam với tội danh kết hôn bất hợp pháp. Đây cũng là bản án thứ hai vợ chồng ông Khan phải nhận trong tuần này.
Cụ thể, tòa án Pakistan đã phán quyết rằng việc kết hôn giữa ông Imran Khan cùng vợ là bà Pusa Khan vào hồi năm 2018 đã vi phạm pháp luật. Theo đó, bà Pusa Khan bị cáo buộc không hoàn thành khoảng thời gian không được tái hôn sau khi ly hôn theo luật Hồi giáo. Ngoài án tù, vợ chồng ông Khan cũng sẽ bị phạt 500.000 rupee, tương đương 1.800 đô la Mỹ mỗi người. Tới nay, vợ chồng cựu thủ tướng Pakistan vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Đây cũng là bản án thứ ba mà cựu thủ tướng Imran Khan phải nhận trong vòng một tuần sau án tù giam 14 năm hôm 31 tháng 1 với tội danh nhận và bán trái phép quà tặng nhà nước. Trước đó chỉ một ngày, cựu thủ tướng Pakistan cũng đã bị kết án 10 năm tù giam với tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Nghị viện vùng Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh đã bầu bà Michelle O'Neill thuộc đảng Sinn Féin làm thủ hiến. Đây là lần đầu tiên một người theo chủ nghĩa dân tộc đoàn kết được bầu vào vị trí lãnh đạo chính quyền phân cấp tại Bắc Ireland. Việc Nghị viện Ireland bầu bà Michelle O'Neill làm thủ hiến diễn ra trong bối cảnh việc chia sẻ quyền lực được nối lại ở vùng Bắc Ireland sau khi Đảng Hợp nhất Dân chủ DUP thân Vương quốc Anh kết thúc cuộc tẩy chay kéo dài 2 năm. DUP hiện là đảng đứng thứ hai tại Bắc Ireland sau đảng Sinn Féin. Nghị viện Bắc Ireland cũng bổ nhiệm bà Emma Little Bengali, người thuộc đảng DUP làm phó thủ hiến. Tổng thống Chile Gabriel Boric đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam đất nước vì thảm họa cháy rừng. Ông cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng do cháy rừng và đây chưa phải là con số cuối cùng. Theo Bộ Nội vụ Chile, 92 vụ cháy rừng bùng phát tại nước này tính tới ngày 3 tháng 2, thiêu dụi khoảng 43.000 hectare rừng. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 40 đám cháy và đang cố gắng dập tắt 29 vụ cháy khác. Giới chức Chile áp đặt lệnh giới nghiêm để cho phép cung cấp khẩn cấp nhu yếu phẩm, đặc biệt là nhiên liệu, tới các khu vực bị ảnh hưởng. Lệnh sơ tán cũng đã được ban hành, song chưa rõ sẽ có bao nhiêu người phải di chuyển tới nơi an toàn. Những vụ cháy rừng xảy ra khi đợt nắng nóng và hạn hán ảnh hưởng tới nhiều nước ở Nam Mỹ do hiện tượng El Niño. Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng sẽ đất nóng lên, làm tăng nguy cơ xảy ra thời tiết nắng nóng gay gắt và hỏa hoạn. Tổng thống Senegal Macky Sall đã tuyên bố đình chỉ cuộc bầu cử tổng thống ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 25 tháng 2 tới. Tuyên bố trên nằm trong thông điệp được phát sóng tới toàn thể người dân Senegal chỉ vài giờ trước thời điểm khởi động chiến dịch tranh cử. Trước đó, Đảng Dân Chủ Senegal cho biết đã đệ trình lên Quốc hội dự luật yêu cầu hoãn cuộc bầu cử tổng thống. Viện dẫn những vụ việc mà đảng này cáo buộc đã làm tổn hại tính minh bạch và liêm chính của cuộc bầu cử. Quyết định hoãn bầu cử tổng thống chưa từng xảy ra đối với Senegal, quốc gia đã chứng kiến 4 cuộc chuyển giao quyền lực, phần lớn là hòa bình, thông qua bầu cử kể từ khi giành độc lập vào năm 1960. Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Smart Dragon 3 từ biển, đưa 9 vệ tinh vào quỹ đạo theo kế hoạch. Đây là lần phóng thứ 3 của tên lửa đẩy Smart Dragon 3 sau lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2022 và lần thứ 2 cách đây một tháng. Smart Dragon 3 là tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, được Học viện Công nghệ Thiết bị Phóng Trung Quốc phát triển và được thiết kế đặc biệt cho thị trường vũ trụ thương mại. Smart Dragon 3 có khả năng phóng từ cả trên đất liền và biển. Ông Liu Wei, phó giám đốc dự án thiết kế của tên lửa Smart Dragon 3 cho biết, vệ tinh Nesat 1, một trong 9 vệ tinh trên tên lửa, được thiết kế dành cho các khách hàng quốc tế. Đây là bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông Simon Stien kể từ cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại Dubai, nơi gần 200 quốc gia đồng thuận bắt đầu chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch để ngăn chặn những tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu. Ông khẳng định là tài chính là yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chúng ta phải dành cả năm làm việc chung để phát triển hệ thống tài chính toàn cầu sao cho phù hợp với mục đích, với kế hoạch rõ ràng để thực hiện quá trình chuyển đổi một cách có ý nghĩa. Nhìn vào các con số, rõ ràng là để đạt được quá trình chuyển đổi này, chúng ta cần rất nhiều tiền, 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, nếu không muốn nói là nhiều hơn 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, là con số mà nhóm chuyên gia cao cấp về tài chính khí hậu ước tính là cần thiết hàng năm để đầu tư vào năng lượng tái tạo, khả năng thích ứng và các vấn đề khác liên quan đến khí hậu ở các nước đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc. Cho dù là cắt giảm lượng khí thải hay xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, thì rõ ràng tài chính là yếu tố quyết định thành bại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới. Tài chính về khí hậu sẽ là trọng tâm chính trong các cuộc đàm phán do Azerbaijan chủ trì, nơi các chính phủ sẽ giao nhiệm vụ huy động tiền để hỗ trợ nỗ lực của các nước đang phát triển nhằm cắt giảm khí thải và thích ứng với những tác động ngày càng tồi tệ của biến đổi khí hậu. COP29 sẽ diễn ra tại Baku, Azerbaijan
từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2024. Trong bối cảnh các nước Địa Trung Hải siết chặt kiểm soát dòng người di cư, quần đảo Canary đã trở thành sự lựa chọn của những người di cư châu Phi phải rời bỏ đất nước do nghèo đói và xung đột. Những người di cư hầu hết vượt biển trên những con tàu, thuyền quá tải, không đủ lương thực và nước uống cho cả hành trình. Nguyên nhân khiến số người di cư thiệt mạng và mất tích tăng cao trong năm 2023 là do thiếu các phương tiện cứu hộ và số người tìm đến Tây Ban Nha tăng vọt. Lực lượng bảo vệ biển của Tây Ban Nha cho biết, đa số những người di cư là những người ở các quốc gia khu vực châu Phi. Họ muốn chạy trốn khỏi nghèo đói, chiến tranh, xung đột và biến đổi khí hậu. Theo dữ liệu của chính phủ Tây Ban Nha, những ngày đầu tháng 2, Tây Ban Nha đã phải tiếp nhận hàng trăm người di cư. Sau khi số người vào Tây Ban Nha bất hợp pháp bằng đường biển đã tăng 1.000% trong tháng 1 so với cùng kỳ của năm 2023. Cho đến nay, đã có tổng cộng 7.270 người di cư bất hợp pháp đến quần đảo trên Đại Tây Dương trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 1, tăng gần 13 lần so với con số 566 người trong cùng tháng của năm 2023. Chuỗi đảo ngoài khơi bờ biển phía Bắc của châu Phi, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha, là điểm đến của 39.910 người di cư vào năm ngoái, một kỷ lục mọi thời đại. Theo báo cáo thường niên của nhóm nhân quyền Walking Border, chuyến đường Đại Tây Dương đến quần đảo Canary là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất đến Tây Ban Nha, khi 6.007 người thiệt mạng trong chuyến vượt biển đầy rủi ro vào năm ngoái. Các nhà chức trách Chile cho biết, lực lượng cứu hỏa của nước này đã phải nỗ lực để kiểm soát các đám cháy rừng lan nhanh chóng mặt. Theo các nhà chức trách, số người thiệt mạng đã lên đến 46 người và có thể còn tăng thêm. Đám cháy bùng phát dữ dội tại Valparaiso, nơi sinh sống của gần 1 triệu người dân ở miền trung Chile. Cơ quan tình trạng thảm họa Chile Senapred cho biết, vụ cháy lần này được xem là nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ gần đây. Trước đó vào năm 2023, một vụ cháy rừng cũng đã cướp đi sinh mạng của 27 người và khiến 400.000 hectare rừng bị phá hủy.